Thí thì không dám rồi đó, mình ăn đây đủ, ăn đây nó chạy nữa, nó đâu có dám đi được, lộ chốt. Bởi biết nó không dám thí, phải mình thấy nó chứ. Em ru như mua bò.
Ờ, cái này nói luôn. Mày luôn luôn. Có ngon mà bảo là có đánh không? Đánh không? Đánh không? Đánh không? Bình lê đấy. Yeah.
chuyển cái gì lên lẹ đỡ hơn chỗ nó phải chạy rồi. Chưa rảnh đi chơi, chúng nó rảnh đi chơi, giờ chưa rảnh đi chơi.
Mà giờ miễn bỏ chết bỏ đi đúng không? Đúng. Chứ giờ nó bắt hai con mà chết con mà từ đi chắc chạy bỏ pháo đi giữ chùa. Đúng nào? Dạ. Có tiền nữa quay về bắt chốt con pháo trời ơi. Hả? Đúng rồi. Tôi lấy pháo một chiếc. Hay lùi lại thôi. Lùi sát ra đây thôi. Lúc đó không tính mày ngồi mày là chạy 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 đâu. Không bỏ ăn được chốt. Đi đó hả? Có lý. Đừng có hỏi nó trả lời nó cùng đó. Sao thằng nào đắp được cái gì nó cũng có giá nó chứ. Làm gì có chuyện mà thằng nào đắp. Ta chốt mình thì mình làm sĩ ta. Vậy thôi chứ đúng không? Làm gì có gì khó khăn mình chứ đúng không? Đó vậy thôi chơi chơi chứ quá lâu. Ý là mình cũng có này có nọ rồi. Ba anh mình ăn lại chứ sợ chi. Dễ. Em này thì đổi chốt thôi chứ làm gì ghê vậy. Quýnh hồi bỏ tàn á cũng được. Không được đâu. Đi gấp gì? Đó là gì mình đâu mà gấp gáp chi vậy? Từ đó gấp gáp gì? Muốn họ nó chốt nhiều quá bỏ tàn sao? Không để bỏ tàn được. Từ đi, gặp cái gì hết đâu. Thì thôi, đâu mà gắt gác, chả gì hơi gắt gác chứ. Từ gắt gác thì sao vậy? Báo rồi đi ăn sĩ, hồi nãy gì chiếu ta cũng không biết nguyên lý. Không biết nguyên lý. Câu nhắc ngon đó là phí sĩ chị tình lâm không? Dạ, ta còn nhiều tâm buồn lắm á. Có biết nào là phí sĩ chị tình lâm không? Đó, ở đâu biết đó không? Nó lo mà hết lồn mà lo mà chạy về để ở nó dốc hoài. Mà có bệnh ra đây chưa rảnh chút rảnh thì chiếu giờ chưa rảnh nha giờ chưa rảnh thì chiếu đâu ha không tám cũng được đúng đó đánh chạy nhẹ nhẹ thôi thấy không thấy vậy chứ có gì đâu muốn huy động lực lượng lên lâu lắm mới dễ gì huy động lực lượng được nó cản mà máu lại không hoạt động được biết bằng răng máu bịch chết rồi cái ngựa rẻ là thắng mình mấy ngựa rẻ là thắng mình. Đây là đủ bếp rồi đó các bạn. Bị dò nước rồi. Trời, có phong văn ghê. Ơi, mấy con rẻ đó đời nào có tha. Không có giờ tha cho mấy con rẻ. Để tính xuống đây nè. Mở cái bụng nó ghé lên xuống đây. Để tính xuống nè. Đi rồi hỏi biết chứ nó đi cái gì luôn á. Cái giỡn ngựa nó chỉ xuống chỗ này nè. Trời ơi. Để chờ đó, để ta chơi chứ được không? Nó giờ mẻ rồi, cái bà gì mình đâu? Bà nhảy vô đây mà chiếu một cái là lâu lắm mới chiếu được, hiểu không? Lâu lắm mới chiếu được. Mơ, là mơ. Cầu lũng tới tướng bà, bớt mơ đi nha. Mơ lắm. Hả chứ bà mơ, hả chứ bà mơ. Để xuống đây nè. Thành đường con ngựa mẹ. Nó sống không có dáng đúng đắn chứ mày. Nhăn đổ đầu pháo rồi nó mặt mày xám rồi sắp cắt luôn thiệt. Đấu đầu pháo này là sắp cắt luôn. Không có giờ mà chấp nổi mình. Thì đi ẻ đi giờ đi kia. Và mà đấu đầu pháo rồi nó mặt mày sắp cắt liền, nó đi trước rồi đó. Ừ. Ôi trời ơi. Quý. Nghe cái đủ bếp quơ bí trời ơi. Ê, đi, đi. Tỉnh, tỉnh. Cho mẹ ăn chó. Thôi đừng có cho. Em đi. Thôi đừng có cho. Cho gì mà cho.
đừng có cho, đừng có cho, đừng có cho, đừng có cho mà. Chỗ quen biết mà cho vậy là người ta nói chết. Thôi đừng có cho, để cho nó. Cho nó đi nhanh. Đi nhanh đi mà. Năn nỉ đi hộ. Cho nó ăn chốt mình không quen. Ổng mấy chuồng lợn, ổng lắp cái lợn này vô đây. Ổng nói giờ mà cho mấy lợn này chạy được. Lợn chạy ghê chưa? Lợn chạy ghê lắm chứ, dễ gì. Ổng lắp mấy chuồng lợn lại, không có giờ mà cho mấy lợn này chạy thiệt. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, hai ba chạy, chạy nhanh vô. Ờ, chạy nhanh vô. Chạy đi. Nó giỡn hoài. Giỡn không? Giỡn không? Giỡn không? Không có mấy chuồng lợn lại đó chứ. Lui binh về Tam Điệp liền chứ dễ gì. Dễ gì, dễ gì. Còn mày tràn tới đó hả? Tràn tới sân nhà mày hả? Tao lui về chứ mày tràn tới. Đêm nay trên phố xưa. Trời ơi, giỡn hoài. Nó đóng mấy chuồng lợn nhất hết cái lợn lại. Dạ đâu chứ vậy. Đó, cũng vậy nè. Qua xíu rồi, qua xíu rồi. Nhiều nước này bằng cờ. Đây chút mình. Anh giờ đây thì nhiễm cái đầu. Thầy ta. Đêm nay anh biết em thương nhiều, lòng anh nghe bao nhớ. Có cái lợn lại, không có giờ là cho chạy thiệt. Mà dốt hết cái lợn lại. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy nhiều vô. Chạy nhiều vô. Chạy nhiều vô. Chạy nhiều vô. Ủa biết không hả thông minh vậy ta. Có giờ vô Minh ước này mưa nhiễu nè Minh. Mưa, lùi lại xíu nha chú Việt. Quay lại đi, sửa sạn đi, quay lại đi. À rồi, mưa nó nhiễu. Nó nhiễu, lum la nè, quay lại đi. Ý là quay vậy nè, cho nó đỡ, đừng nhiễu quá chút. Cái cờ không có khả năng chú Việt. Đâu có rồi, đổ vô rồi. Trời ơi, hết vô rồi. Thôi đây đi được rồi, ngoài ở đây được rồi anh cả. Trình độ này đây đi, né cái chỗ nhiễu rồi ra được rồi. Này không có khả năng chứ biết. Nè lùi qua đây xíu nữa đây nè. Rồi đó là hết nhiễu rồi đó. Nó nhiễu ra ngoài giờ thì nhanh ăn đó. Ủa đâu? Này nè, nhiễu anh, nãy nhiễu anh lớn nghe nè. Đó. Đó giờ dời máy mà thôi. Đó, trình độ này á. Giờ đừng cây một nè. Đừng cắm đi theo luôn nè. Đó, rồi đến công. Bây giờ mình coi cái vụ đồng hồ nó không có cái khả năng gì mà chứ quý hoàn đảm vậy. Ước mà anh không hết rồi. Ước đặt hồ anh thua gì. Quay hả? Quay đó. Đời chơi anh chỉ chờ cờ ta hiểu rồi thôi. Trời ơi dễ gì. Còn cờ ta dở hơn mình đảm đồng hồ. Dễ gì, dễ gì. Dễ gì. Trình độ ta dở hơn mình đảm đồng hồ. Dễ gì, dễ gì. Lấy cái vẻ lòng. Lấy cái đó là lại vậy đó. Chậm chậm sớm quá
khẳng định chứ quý. Giờ đi nhanh đi. Có nhiều nước mình là không có ai chứ. Không có nhiều nước rồi nữa nha, hết rồi nha anh em. Điện gọi em cái đồng hồ. Có điện gọi chạm đồng hồ phải không? Ngày đi cho nó khỏi nhiều. Để nhìn nó nhiều đồng đó, nó nhiều rồi không? Không có trúng nữa nha. Không trúng nữa. Cạp cái đồng hồ nữa, vua cạp đồng hồ luôn. Nhiều nước quá giá. Rồi nó cạp cái đồng hồ đúng rồi. Kêu đi nhanh hơn nó ngay 1 phút. Cái đồng hồ mà lấy được cái đồng hồ đúng không? Đúng. Đúng. Vậy sao vậy, sao khoe chi vậy? Vậy sao khoe chi vậy? Thì chú quý cho ăn trăm bạn. Nói vậy chi? Vậy sao khoe chi vậy? Ý là giờ ông ăn cờ đó ăn đồng hồ đúng không? Là vậy vậy. Nó sớm. Mày muốn ủi nào lên cho thông á, mày cứ ủi vậy thôi. Nó đứng vậy á, nó biết mày vua cạp đồng hồ. Đó, ngồi đó đi, ngồi đó mày cạp cái đồng hồ cho. Chịp hoài nói là chạy đẹp chạy đâu mình đi đây để dân tán chốt là bắt nữa đó dám hả? Dám hả? Dám không? Dám không? Thank you.
cũng mặc gì mình cũng cứ chạy tới chứ, mình nhét rồi mình cứ tới. Cho đi thiệt, đi cầm đi.
Mới về á. Mới về đó, hồi nãy nhiễu liên tục luôn á. Ủa sao không đây ra đèn nữa ta? Tao đi đâu? Tao đi đâu được chứ? Lại lại đây nha. Tao đi đâu? Đi đây, đi lên đi, đi lên đây cầm. Bà nhốt cái mẹ núi bà xà tiễn nha. Bà nhốt cái mẹ núi bà xà tiễn. Rồi nè cho ra. Không bây giờ cho ra, thiệt luôn, không bây giờ cho ra được. Đi đi. Bà nhốt cái mẹ núi bà xà tiễn, không bây giờ cho ra. Rồi đứa ơi, chạy hả? Đừng chạy hả? Chạy đi, cầm chạy. Ôi, nó đâu dễ chạy quá. Nhốt hẻm của bà xã tỉ rồi chạy. Cầm bước đây nha, nhanh lắm. Đợi nó mò hù à. Đồ đồ chạy. Dễ ăn lắm. Dạ, ăn rồi, nó cái đồ khó tỉ. Chạy nó vô à, đó. Dạ, sao, chập nó không? Chập. Mới nữa hả? Chập mình hả? Ờ, nó tiến ấy, mua tiến. Chập đâu không gì làm dạy cái này cầm bước vô hù mình hù này hù nọ hù này hù nọ nữa chứ bước vô nó dễ quá bước vô đây dễ ăn lắm bước nó chạy kịp không dễ ăn lắm nha bước vô đây nó dễ ăn lắm bước nó chạy kịp không nha trời ơi sợ quá cơ sợ quá cơ vô tướng hù mình sợ quá cơ à. Sợ quá cơ hù mình không bây giờ thua chạy về thủ mà nó mình nhát đời nào tha nó sợ thua chạy về thủ mà nó mình nhát
lên đây rồi. Lâu chưa? Cái báo mà nó hết bộ cầm này rồi. Nhát cầm mấy cái máu hết lòng cầm chạy vào cũ mà nói chuyện mình nhát sao mình nhát mà nó ta nhát gì đâu mấy cái máu dơ cầm chạy vào cũ mà kêu nhát thôi chưa biết ai nhát con nho trước đó. Ở nhà còn chưa có làm gì hề nhanh cái dốc dốc lắm à. Đếm nữa mày. Đây. Đó, 82. 82 rồi đó hả? Đúng rồi. Hả cái dáng trời vậy đâu dữ vậy hả? Để nó quýnh tới Tết. Cái gì chưa để nó quýnh tới Tết. Rồi nhiều. 84 hả? Quýnh tới Tết. Nhưng máu mày đếm còn ngồi tao đâu có sợ đó mẹ lên thì tao cho mày lòi á là của áo đó nhưng mà khi nào mày chiếu tao mày báo cáo nghe ờ vậy bao nhiêu chín một hả rồi trời ơi đi tướng rồi cũng rồi tao lên xuống rồi khi nào mày chiếu nói đủ rồi mày chỉ cảm cái đồng hồ thôi mày dưng sao chứ bi mày thấy mày thấy quyết định con nó ăn ngon đừng có gì không đó mày chơi ăn thua thì con mày đừng có thứ vậy cho bạn đó ai chơi thua không thấy mày ra ép nhà lý với bạn chú con chứ đừng thấy nha chú con chứ đừng thấy cái người thấy là chú mày thấy hay không phi mà phi mày luôn xe cửa đổ lên thôi tới nó lùi nha đừng nói tới nó lùi nha chạy ra ép thôi sợ mà dốt thằng nó mà sợ tiễn nha xe mà con đổi xe lấy con ô bánh mì con ngựa nên con đem cho mẹ anh theo hai con ngựa đâu lấy con mà ô bánh mì á mà đặt mà chạy vô em hẻm núi mà xả luôn tiễn xả vừa chạy gì kịp biết con mấy là chạy kịp biết con hai con ngựa đem nhau mà chạy kịp đúng không trả lời coi con mẹ quê tấn công mà muốn con hầu để lấy xe chân quê luôn đỡ không biết biếu cho hai con ngựa rồi còn chạy gì biếu gì ai biếu ai cái đây lời con đó mà nghĩ ra đây qua bánh mì chạy mưa rồi cũng nhìn nhận rồi con cũng đang lắm xạ hồi nào lâu quá trời mà sắp tối đâu sắp gì mà sắp tưởng mà sao tưởng mình nhát hả đó em lâu cho anh vô cái vải của cái áo 2 triệu của em á mà nó bảo đảm thật còn cái áo mà của thằng Công mua có nhát quá không sạch đâu đưa đây đó tỉ mà sạch như mưa rồi chắc nha đúng không? Ba cũng đồng hành. Nước vào đây là nắng.
nó chỉ cần 3-4 giờ nó vô cái hộp tắm á, chưa đi nữa. Ra đâu iPhone nó có cái kháng nước mà, nên mà kháng mức độ thôi, còn nhúng ra nước á nó vô cái sạc pin á, nó không vô được. Cái lùi tốt á, để nó chạy nó pin lắm. Có vấn đề chưa? Rồi rồi. À, thì cầm cái đục nào đấy đó. Rồi. Rồi.
trước trời mới mưa dữ vậy. Quê cũ chặt đồ trong trong khi chặt đồ dạ nước đâu bàn hả muốn giữ cho bàn nữa hả đây là quay bên mình nữa không có giữ ít người á có giữ ít người rồi rồi cả cái con Pháo tôi không biết đi đâu nè hả?
đâu sao? Ở tại nó thấy pháo này quen quá phải thầm lắm. Chắc mình làm một con vậy em đi thường không đi lên. Cái gì đủ mấy bạn cho hết con. Tôi là bạn nhận quốc. Đúng vậy, cha nữa mày. Mày giết anh cho hết. Ta làm do vậy đó. Ta làm do cái một trường. Đi chỗ khác. Chỗ này không phải chỗ cho mày đứng bên cạnh. Chỗ lên đây có một chuyện vô hay phải không? Đúng rồi. Đổi giá hay đó, không biết lại đi đâu đó. Chắc chị đồ hai ngựa nó quá là cơ sở. Ủa rồi cầu Vĩnh La tôi chấm bao nhiêu sức rồi. Không phải trình độ chấm Vĩnh La mở một hộp nữa. Phải rồi tôi chấm con vẫn ăn như thường. Nhưng mà về cái đồng hồ nó hay lắm. Nó là vũ ăn ướt hồng minh. Biết cái nào mà hay thì như vậy. Chấm Vĩnh La rồi. Hay quá hay. Biết rồi đi đánh giải rồi.